Tiểu sử Diva Cathy. Cathy là một hiện tượng nổi tiếng trên cộng đồng mạng trong khoảng thời gian đầu năm 2020 với biệt danh Diva Bánh Tráng Trộn. Cô thuộc cộng đồng LGBT, được mọi người yêu mến nhờ lối nói chuyện hài hước, duyên dáng. Giữa lúc dịch COVID-19 khó khăn, cô nàng quyết định mở một sạp hàng bán bánh tráng trộn trên đường phố và lấy tên bánh tráng trộn Diva để thu hút khách. Cũng từ đó, cô được mọi người biết đến nhiều hơn và trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội. Trước khi trở thành hiện tượng mạng, Cathy còn được biết đến với vai trò MC, ca sĩ và là một diễn viên. Diva Cathy sinh năm 1991. Cathy sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Cô cầm tinh con dê Tân Mùi 1991. Năm 2008, Cathy bắt đầu biểu diễn tại đoàn Lô Tô Hương Nam. Tham gia nhiều web drama trên YouTube. Diva Cathy tên thật là Nguyễn Chí Hùng. Cathy là tên mới cô tự đổi sau khi chuyển giới. Giải thích về tên mới của mình, Cathy cho biết cô hâm mộ ca sĩ chuyển giới Cát Tuyền nên lấy tên Cát, còn Thi là từ bản nhạc chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi. Những ai thường xuyên theo dõi Cathy chắc hẳn đều biết cô có một người con gái nuôi tên là Như Ý. Cô bé đáng yêu, lém lỉnh này thường xuất hiện cùng mẹ trong các video, tung hứng những câu chuyện hài hước đem lại cho khán giả những tràng cười hả hê. Tuy nhiên, có người cho rằng cô đang dạy hư Như Ý vì đôi lúc cô bé có những lời lẽ không phù hợp với lứa tuổi. Điều này khiến người xem cảm thấy khó chịu. Trước những bình luận tiêu cực của cư dân mạng, Cathy cũng đã lên tiếng bênh vực con gái nuôi. Cô cho rằng một bộ phận khán giả đang quá nhạy cảm và khắt khe với trẻ nhỏ. Từ những năm 6 tuổi, Cathy đã có điệu bộ và những cử chỉ như một bé gái. Cathy chia sẻ tuy là con trai nhưng khi đi vệ sinh, cô chỉ thích ngồi vì cảm thấy như thế rất thoải mái. Ba mẹ thấy cô ngồi thì mắng và cho ăn đòn roi. Nhưng dù có bị đòn đến cỡ nào thì cô vẫn giữ thói quen đó. Đến khi 9 tuổi, Cathy trở nên điệu hẳn như một cô gái thật sự. Cô bắt đầu chơi những trò chơi của con gái như nhảy dây, lò cò, bán đồ hàng, búp bê. Khi được nhóm con trai rủ chơi ông vua, bà chúa, Cathy cũng không ngần ngại chọn vai nữ. Ở thời điểm xã hội chưa cởi mở, chưa chấp nhận cộng đồng LGBT như hiện tại, Cathy từng có ý định xuất gia. Tuy nhiên, khi coi các cuộc thi hoa hậu chuyển giới, cô lại nung nấu ước mơ được là chính mình. Cô quyết định chuyển giới ở năm 17 tuổi. Tuổi 17, Cathy cho biết cô được bạn giới thiệu làm nghề hát lô tô nhưng vì hát dở nên chuyển sang xiếc. Do dịch bệnh COVID-19, Cathy quyết định kinh doanh thêm bánh tráng trộn để trang trải cuộc sống. Cô không hề ngờ bản thân lại trở nên nổi tiếng và thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Cathy được nhiều người yêu mến nhờ vào tính cách duyên dáng, đáng yêu của mình. Sở hữu tính cách vui vẻ, hòa đồng và lối nói chuyện cực kỳ duyên, Cathy nhanh chóng được mọi người biết đến. Công việc kinh doanh của cô nàng từ đó càng ngày càng thuận lợi. Cathy chia sẻ rằng nhiều bạn trẻ tìm đến cô chủ yếu là vì tò mò. Nhiều người còn xin chụp ảnh với cô vì ái mộ. Cathy cho biết cô bán bánh tráng lời không nhiều, chủ yếu là mang niềm vui đến cho mọi người. Cathy luôn cười nói rôm rả khi khách đến mua hàng. Cô còn cho khán giả thưởng thức nhiều tài năng của mình như tấu hài, ca hát. Có lẽ vì những điều nhỏ nhặt đáng yêu này mà cô được mọi người yêu mến và ủng hộ món bánh tráng của mình nhiều như vậy. Cathy chia sẻ thời hoàng kim mỗi ngày có thể kiếm được đến vài chục triệu đồng. Ở thời điểm đó còn có cả những người nổi tiếng, nghệ sĩ đến tìm mua món bánh tráng của cô. Với thu nhập khủng từ việc bán bánh tráng trộn, Cathy mua được nhà cho gia đình, sắm sửa nhiều thứ. Cứ tưởng cuộc đời cô sẽ bước sang trang mới, nhưng tai họa ập đến bất ngờ. Cathy lại trở về cảnh trắng tay. Trong một đoạn clip trên kênh YouTube của người hâm mộ, Cathy tiết lộ hoàn cảnh khó khăn của cô khiến dân tình không khỏi xót xa. Cathy cho biết em trai út của mình bị tai nạn lao động rất nặng, cần nhiều tiền chạy chữa. Em út của cô đi làm phụ hồ té từ giàn giáo xuống, đập lưng xuống đất, xương sống không còn nguyên vẹn. Gặp sự cố bất ngờ, Cathy không thể xoay sở được số tiền lớn để chạy chữa cho em trai.
Cô chia sẻ trước tình hình dịch bệnh cô phải nghỉ bán, đi hát cũng không kiếm được nhiều tiền. Cô chỉ muốn tâm sự để mọi người cùng thấu hiểu chứ không muốn xin xỏ bất cứ điều gì. Bên cạnh đó, cô cũng cho biết tiền kiếm được từ công việc bán bánh tráng trộn cô đã dành hết để mua nhà cho gia đình. Cô không ngờ xui xẻo lại ập đến với mình nhanh như vậy.